Mới chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình có nhận một file ảnh gửi từ Zalo. Thì đây là cái tấm ảnh mình sẽ xử lý người nam này và ghép áo vest. Thì đây là các bạn thấy đây là cái file ảnh nhìn khá là mờ ha. Giả lại người nam ở trần nữa. Chụp cái ánh sáng này khá là nói chung là chụp cái ánh sáng này khá là tối do ảnh là mờ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xử lý làm sao mà cho nó đẹp. Để làm đẹp thì chúng ta sẽ gấp cái người nam này ra trước. Các bạn chọn công cụ tạo dùng chọn hình chữ M ha. Các bạn chỉ chọn cái mặt người nam này thôi. Các bạn hạn chế bỏ người nữ đi. Các bạn nhấn phím C. Nó sẽ tự động cắt khổ cho mình là không gấp khổ. Rồi. Thì để xử lý cái tấm hình này đẹp và sắc nét á, các bạn chịu khó bỏ người nữ này đi đi ha. Mình chịu khó mình làm mờ đi cái người nữ này, không có liên quan gì tới cái tấm ảnh của mình hết, nên mình xóa nó đi. Rồi thì việc tiếp theo của mình là mình phải chạy phần mềm tăng nét trước, rồi sau đó mình tăng size lên. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành chạy phần mềm tăng nét. Rồi sau khi tăng nét á, thì các bạn thấy rõ đây là cái tấm ảnh được tăng cái nét lên làm rõ thôi, chứ cái size ảnh á, thì còn khá là thấp. Cái size ảnh đâu đó khoảng 52MB. Bây giờ mình sẽ chạy cái phần mềm Tubat để chúng ta tăng cái size ảnh lên. Rồi thì đây là cái tấm ảnh mình cần tăng size lên. Đó, các bạn thấy đây, cái tấm ảnh mình tăng nét xong, bây giờ mình tăng thêm một size nữa thì bảo đảm là cái tấm ảnh của bạn sẽ ra sắc nét hơn. Các bạn thấy cái ánh mắt bên đây và bên đây nè, sắc nét hơn rất nhiều rồi. Thì đây mình nhân 2 ha. Ok. Rồi, thì nó sẽ chạy trong vài giây là xong ha các bạn. Thì đây là cái cách mà mình làm những cái tấm ảnh nó mờ quá như thế. Rồi, thì đây là cái kết quả mà sau khi mình tăng size. Đây, cái này là tăng nét, rồi lại tăng size. Thì đây các bạn thấy nè, chân mày được lên luôn nè, thấy không? Rất là rõ luôn. Đó, chúng ta chỉ cần chỉnh sửa cái mí mắt này lại cho đều so với cái hình gốc, so với cái hình gốc ban đầu sẵn mình mở cho các bạn. Đó, rất là nhỏ. Nói chung là từ cái size rất là nhỏ như thế này, mình tăng lên qua hai phần mềm nó sẽ như thế này rồi. Thì mình chỉ việc xử lý nhanh là xong. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý nhanh ha. Rồi, đây là cái file ảnh mình cần xử lý bước cuối cùng. Ông này thì ở trần nên mình sẽ ghép áo vest và cắt nhanh. Các bạn thấy sử dụng hai phần mềm thôi mà nó đã giúp mình tăng cái tóc lên luôn rồi, rất là hay ha các bạn. Rồi sau khi mình đầu mình sẽ tiến hành là mình chỉnh màu sơ các bạn, mình lọc màu trước ha. Mình sẽ dùng auto contrast. Nói chung rồi thì bây giờ mình sẽ chỉnh màu bằng cách là chúng ta sẽ nâng sáng lên đi ha. Các bạn nâng sáng hình lên. Đó. Rồi mình sẽ chỉnh bên đây nè, bên cái dùng tối nè, bạn phanh dùng lại. Thì cái nào tối thì mình nâng cho điều hình lên trước, rồi sau đó mình sẽ chỉnh nó sẽ dễ hơn nha. Đó, cái nào tối mình nâng sáng lên thôi. Cái fader ở đây mình chọn là 30 nha các bạn, mình chọn sẵn. Đây, nhấn vào trên U mình thêm màu nè. Đó, rồi sau đó mình dùng app IMEI để mình làm trong cái hình lại. Soft line nha các bạn. Đó. Thì ở đây mình sẽ chọn khoảng 50. 50 là vừa ha, để cái size hình nó không có bị gắt quá. Rồi, đó. Qua mấy bước thì tấm hình nó đã trong lên rồi. Giờ việc tiếp theo là mình sẽ cắt và thay áo vest thôi. Thì các bạn vào select, chọn select subject nè, nó sẽ tự động cắt cho mình. Đó. Thì ở đây nó nhận diện bên người nữ này luôn, mặc dù mình đã bôi rồi mà nó cũng nhận diện. Nhưng mà chủ yếu mình lấy cái đầu ở trên thôi, nên mình sẽ khoanh bỏ cái phần này. Đó. Rồi, sau đó mình sẽ vào cái thằng select mask. Cũng vào select luôn nha các bạn, vào select mask. Đó, thì nó sẽ tự tách tóc cho mình. Các bạn kéo fader lên một chút cho nó mịn ha. Đây nó cho mình chọn fader nè. Những dùng này mình sẽ ra Photoshop mình cắt. Đây mình chọn new layer nha. Rồi, ok. Đó. Rồi, các bạn nhớ save lại nha. Thì size này người ta yêu cầu là 20-30 nên mình sẽ góp 20-30 luôn.
sẽ làm cho nó ảnh cho nó rõ. Rồi, xem lại. Mình sẽ tút nó lại cái chỗ này cho nó đẹp rồi sau đó mình ghép vết vô. Đơn giản nha ha. Ok, đó. Cắt từ từ thôi. Sẽ cắt cho nó đẹp cái phần tay này bị. Các bạn chọn feather cao một chút nha, khoảng 2 đi. Phần dưới đây mình cũng cắt bỏ luôn. Delete bỏ nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lót cái phông vào đi ha, để cho nó lội những để cho nó lộ những khuyết điểm ra, cái bắt đầu mình sẽ tiến hành gạt thay vết. Thì đây là phông xanh hình ảnh bàn thờ. Ok, các bạn nhấn chữ R, mình chọn cái màu trắng ở giữa, mình phông xanh mây ha, mình cứ kéo cái tâm từ cái tâm kéo xuống là nó sẽ ra phông xanh mây. Thì các bạn đưa phông vào thì những cái lộ ra những cái khuyết điểm nè, các bạn có thể bôi nó đi. Những cái khuyết điểm này thì mình bôi sơ là đẹp rồi. Do cái ảnh này nó khá là mờ, các bạn nên khi mà những phần mềm nó tăng thực toán lên á, nó sẽ bị bệt màu đi nha. Cỡ nào cũng sẽ bị bệt màu, hình rất là mờ. Thì hiện nay thì những cái phần mềm nó giúp mình khá là ổn rồi. So với trước kia chừng 2-3 năm trước thì bảo đảm là những cái file ảnh này á, mình làm nó ra rất là mờ luôn, với lại sẽ không thấy được. Cho dù các bạn giỏi tới đâu thì làm ra cũng không có thiệt bằng những cái phần mềm hiện nay đâu. Rồi, thì cái mi mắt bên đây và cái mi mắt bên đây nó hoàn toàn nó khác nè. Nên mình sẽ sửa lại cho nó đẹp. Thì các bạn ghép mi thôi. Đó. Mình sẽ khoanh bên đây, mình ghép ở bên đây, mình nhấn lên trên Z. Mình kéo qua như này. Đó. Các bạn ẩn mờ xuống. Click chuột phải chọn đối diện ha, để mình ghép xem cái nó đẹp không. Thì mình ghép cái mi mới thì cái mi cũ mình bắt buộc phải chấm bỏ nha, mình chấm nó bỏ đi nó mới đẹp được. Warp ha, mình sẽ kéo xuống. Bên đây nó hơi sáng hơn nè, nên mình sẽ nâng sáng lên. Đó. Các bạn chịu khó chỉnh từ từ nó mới đẹp nha. Rồi, ok. Đó, ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ ghép áo vest vào. Thì ở đây mình có chuẩn bị mẫu áo vest, thì khách yêu cầu là mẫu áo vest màu xanh, nên mình sẽ chọn mẫu áo vest màu xanh mình đưa qua. Thì những cái mẫu áo vest này á, các bạn có thể đào dưới phần mô tả video nha. Mình đều để những cái tài liệu này ở bên dưới, các bạn có thể đào về. Rồi, đây mình sẽ nhấn Ctrl T, mình kéo ngay lại là xong ha. Cái kiểu này thì rất là dễ xử lý rồi. Tới phần này là đã được khoảng 70% của tấm ảnh rồi. Đó, các bạn thấy không? Mình chịu khó, mình cân cho nó đều lại, đều cái tấm ảnh này lại nó sẽ đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh màu thêm một lần nữa. Thì các bạn thấy đây là cái tấm ảnh chụp cái ánh sáng rất là xấu luôn. Các bạn chịu khó chỉnh đều màu lên nè, bằng canh ha, bạn cứ kéo những cái thanh màu lên nè, bạn cứ canh và bạn chỉnh từ từ lên, nó bảo đảm là hình nó sẽ đẹp. Thì đây mình sẽ, do mình chỉnh nhiều lần á nên mình quen, mình chỉ cần kéo một cái là lên màu liền. Còn các bạn nào mới á, các bạn chỉnh từ từ, chịu khó, bạn kéo từ từ lên. Thường thì những cái tấm ảnh như thế này á, mình chỉnh nó hơi lâu một chút do cái màu nó không có đều quá, nên bắt buộc các bạn phải chịu khó canh lại. Thế là hiện nay bây giờ những cái file ảnh đều chụp gửi lại Zalo hết. Rồi, ok.
Bây giờ mình sẽ ghép cái lỗ tai qua. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cắt lỗ tai bên đây mình ghép qua các bạn. Tại lỗ tai bên đây nó hơi mất rồi. Các bạn nhấn chân gì các bạn copy qua. Kéo xuống. Đó. Bạn bôi đi cái lỗ tai cũ đi ha. Bạn canh cho nó đều như thế này rồi. Bạn bôi đi lỗ tai cũ này. Thì lỗ tai mới các bạn nâng sáng cho nó phù hợp đó. Ảnh này thì hơi khó một chút. Bạn thấy hai cái lỗ tai nó không có được đều lắm nha. Rồi, đó. Mình sẽ kết lớp lại đi ha, cho dễ chỉnh. Thì các bạn cứ xem cái thân như cái áo nó hợp nhau là được, chỉnh đậm xuống một chút. Đó. Rồi, ok, thì đây là cái file ảnh mình đã xử lý cũng khá ổn rồi. Mình chỉ chỉnh sửa màu thêm một chút là ok rồi. Nó hơi đục quá các bạn, tăng màu lên nè, nâng sáng lên. Ok, thì đây là cái file ảnh mình xử lý khá ổn rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.